Với mục đích truyền thông, quảng bá và tư vấn cho thí sinh lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực, nguyện vọng của bản thân, cung cấp thông tin về cơ hội việc làm, quy trình và điều kiện tuyển dụng của các đơn vị sử dụng lao động. Ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp AJC Open Day năm 2023 đã diễn ra rất nhiều hoạt động, như các chương trình tọa đàm trong việc định hướng nghề nghiệp với sự tham gia của lãnh đạo học viện, nhà báo, nhà truyền thông nổi tiếng, giao lưu với các câu lạc bộ, đội nhóm tiêu biểu của sinh viên thông qua hoạt động AJC Tour và Check-in AJC. Phát biểu tại buổi lễ khai mạc, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Minh Sơn, Giám đốc học viện chia sẻ, AJC Open Day 2023 là diễn đàn giúp các em thí sinh có cơ hội tiếp xúc, tư vấn, tìm hiểu và qua đó chọn đúng chuyên ngành mà mình mong muốn theo học ở học viện trong tương lai. Chương trình là một trong những hoạt động thường xuyên nhằm góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, chủ trương chiến lược của học viện trong công tác tuyển sinh. Ngay lúc này tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang diễn ra ngày hội tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp AJC Open Day năm 2023. Với chủ đề vượt sóng chạm đại dương, ngày hội hứa hẹn sẽ mang đến những thông tin bổ ích và những trải nghiệm thú vị dành cho các bạn sĩ tử. Ngay từ sáng sớm thì đã có rất đông các bậc phụ huynh và các bạn học sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh thành lân cận đã có mặt để tham dự ngày hội tư vấn tuyển sinh của Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không gian tổ chức sự kiện có 3 khu vực chính: khu vực các đơn vị đào tạo, khu doanh nghiệp và nhà tuyển dụng, khu các câu lạc bộ. Tại đây, các phụ huynh và học sinh sẽ được tư vấn cụ thể về chương trình của từng ngành và chuyên ngành hiện đang được đào tạo ở học viện, giải đáp các thắc mắc liên quan đến thủ tục nộp hồ sơ, học phí, tiêu chí tuyển sinh và được tham quan trải nghiệm môi trường học tập của học viện, chụp ảnh tại các điểm nổi bật trong khuôn viên trường. Sau khi mà tham gia AJC Open Day thì mình đã được hiểu biết thêm rất nhiều điều về những chuyên ngành và những khoa mà em đã lựa chọn để làm những nguyện vọng để đi thi xét tuyển đại học. AJC là một ngôi trường rất là năng động và rất là phù hợp cho những bạn nào muốn đi học báo chí và học những thứ về truyền thông như chúng em. Khi em đến thì thấy mọi người rất là đông, cũng có nhiều bạn cũng đang tìm hiểu những cái ngành học cho mình sắp tới để dự thi. Thì em cũng được tìm hiểu hơn về một số ngành em đang yêu thích và hỏi về trường. Các hoạt động tại AJC Open Day năm 2023 diễn ra trong không khí sôi nổi cùng với sự nhiệt tình của các thầy cô là giảng viên, các bạn sinh viên của trường đã giúp cho các bạn học sinh có thể hiểu rõ hơn về những chuyên ngành mình yêu thích của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.